Quay gì đấy? Em cứ tự ảo tưởng tiếp đi. Ê, làm gì vậy? Mày nghèo nào tôi đây? Úi giời ơi là úi giời ơi. Quê. Em phải quay mặt lại chủ với sinh được. Anh nói thật đấy. Quay mặt lại chụp đẹp được. Cười không? À? Ê! Vô đi. Ôi bìa em. Ê, làm gì á? Đừng dội nó quay lại đây nào. Nào, lại làm thế với người ta. Ơi, chết tiệt, này mày đang làm cái quái gì vậy hả? Ôi kìa em.